Tân Sửu. Anh em chúng ta, những người yêu thư pháp, yêu chữ, yêu nghệ thuật thư pháp, chúng ta tập hợp ở đây để chúng ta khai xuân, khai bút, khai hoa. Trước hết xin là diễn đàn của lính ấy, thì anh Bắc anh đã có một cái câu rất hay, là anh Bắc đọc cái câu kia đi. Đấy, câu này của ta đấy. Ừ, của ta đấy, đấy của diễn đàn đấy. Rồi. Mà các quý vị, thì diễn đàn của lính tôi tập hợp năm nay là thứ 6 rồi, xuất phát từ cái chỗ này, thế nên tôi có một câu đối viết ra để kỷ niệm cái diễn đàn của lính. Đông Bích Nhất Phương diễn đàn tụ, Tây Thiên Vạn Cổ Bạch Đằng Giang. Tức là anh em chúng tôi tụ họp ở bên kia bờ đông sông Bạch Đằng, tức là Đông Bích, ở ngôi cổ miếu, tức là miếu Hai Bà, nơi Ngô Quyền xuất quân đánh giặc. Và Bạch Tây Thiên Vạn Cổ, tức là bên kia, phía về phía tây của ngôi cổ miếu là sông Bạch Đằng, tức Bạch Đằng Giang, có cái kích ở đấy. Đông Bích Nhất Phương diễn đàn tụ tụ họp. Diễn đàn tụ họp, diễn đàn tụ họp. Tây Thiên Vạn Cổ Bạch Đằng Giang, về phía tây, trời tây thì có sông Bạch Đằng đi vào lịch sử. Và cũng xin nhắc lại này. Rồi. Nhắc lại là diễn đàn của lính ấy, thì bốn thành viên sáng lập thì chúng tôi vào ngày 23 tháng 9 năm 2015. Thì bốn anh em chúng tôi đã về đền Cua Bài và ở góc cây quốc, cây quốc. Đấy, ở đền Cua Bài mà đã được Thủ tướng Chính phủ tặng di tích lịch sử đặc biệt, để Cua Bài là người có công với lại Trần Hưng Đạo để mà đánh quân Đông Nguyên Mông. Thì chúng ta đã làm được cái đấy là lần thứ ba ở trên sông tàu sông Bạch Đằng. Mà nơi này thì anh Cao Bá Thân cũng là đội trưởng của đội cảnh sát thủy ở đấy, cho nên chúng tôi có nhiều cái kỷ niệm. Và hai anh em diễn đàn của lính cũng từ đấy mà ra, cho nên là ở đây cái câu mà đây là diễn đàn tụ, cho nên hôm nay là cái ngày khai xuân, thì ở đây là có cái câu là minh nhiên xuân thủ ai khẩn út. Thì hôm nay là một cái ngày mà trong sáng của một năm nay, ngày 8 tám rất là phát. Vâng, nên cho nên là chúng ta là hôm nay chúng ta làm được những cái việc này, hy vọng một năm mới của diễn đàn sẽ đầy những sinh lực của một năm mới và đầy những cái ý nghĩa, cái kỷ niệm của một năm. Cho nên là trước hết là xin cảm ơn các anh các chị, những người yêu thư pháp, những người yêu chữ, những người yêu nghệ thuật đã về khai bút ngày hôm nay. Thầy khai cho hai chữ khai xuân rồi. Vô là không, vô nhai,
vị ngay vào xào. Ở trên là chữ thổ. Nhớ thổ cắm cái xào. Thế đây là cái xào, cắm lên. Ai cắm cây xào thì chẳng ngay. Cảm ơn nhiều. Bắt tay nào, bắt tay đi. Bắt tay những nơi khác đó là Tân Sửu Liên Cát Nhật, Cát Nhật ngày lành ngày sáng tốt. Tân Sửu Liên Cát Nhật, Liên Cát Nhật. Năm mới Tân Sửu là một ngày đầy hạnh phúc tốt lành. Nhìn nhìn đó là những cao độ cao độ bây giờ là trời cũng xuân nhân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.